hè ngày nay à hiểu trời mưa miền đi à hiểu lấy mùi là một đồ sợ xong chỉ mùi nè à hiểu chi nè miền chẳng hồ lấy mùi nè hiểu cùng mà lên xa mẹ nè hiểu cùng ăn một lượng sẽ chủ cái mẹ nè thì ngày đi nè ăn ngoài kia nè uống bằng một lượng tiền nè chồng nè à sa li ca à tông vong hai nàng à soi nè uống oi nó bị tiền ngày nay nè, quân đã tu sửa nè, cái tình sự, đã lấy tình của quân sẵn lòng đóng à, không đại cùng mang à, ôi, sát mình tên rồi, rồi, ôi, họ mình tên à, sát mình tên, thì lại cùng mang à, tại mùi đầm lưng trăm triệu, là thì lại, ha, họ ăn mấy lộ đó hay mập sát thử, mày đi, mỏ lên nè, mỏ lên á, à lăng cả, ôi lư nè, à xoay nè, chư, mày, chồng khơi mình đi, đã tôi chỉ muốn chia ra hết đâu mày. Mày ơi, này mình hay mày. Ơ, tao khưng tiêm bán đi. Cướp bê cướp đi. Này mày, xua tam thuận á. Mình mơ rút rút lại nhé. Cái tương tự 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 cái tương nè chong đăng chong lư đó sai khuôn anh ơi chăng hả chăng hả chăng ca nên chỉ lực tí bia sao nè bao mình chân tay những tót ai bên hà vây bà bông nơi thua chỉ đập bài mấy tiết á chôm chúc chung bông một sai bà anh chúc chung dương một sao nè dương nằm phát vào cừu hai bà ớt bay nằm ở hộp chay á cùng bà tôi dương ở sau ấy Nè hiệu cung mà lên xa mẹ nè hiệu cung ăn một lượng sẽ chủ cái mẹ nè thì ngày đi nè ăn ngoài kia nè uống bằng một lượng đi nè ôi ăn mình tên rồi mày chồng khơi mình đi đã tôi chỉ muốn tiền rồi thôi đâu mày ơi này mình hay mày khơi tiêm bán đi cướp bê cướp việc này mình su tan thoáng mình mơ lúc lúc lại nhé cái đường nị sai, cẩm ao dân chuột nên tam mình anh tam phơi xong á, ba mình chăng tê những chắc ca này anh hay.
ពីផ្សារមិនឃើញនៅផ្ទះបាយបាយជាមកអង្គុយចង្កក់ក្រោយផ្ទះបែបនេះមានកាត់អីមានកាត់អីទេអើបើឃើញមកហូបនៅលើនឹងហៃធ្វើទៅវិញណែបងសំសួនមិនបាច់ទៅឈឺងល់អីច្រើនទេម្នាក់មិនដឹងជាបាត់ក្បាលឋានៈអស់ហើយឯងអត់មានអ្នកជួយធ្វើការងារផ្ទះឯងសោះធ្វើតែម្នាក់ឯងហត់ក៏ហត់ចាំមើលឲ្យតែមកវិញជេរពួកអ្នកឯណានអីហ្មងអ្នកឯងក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែដើរសើកសើកហ្នឹងឯងកន្លះមុតចង់ហ្នឹងអ្ហ៎បងយីតមកអត់បែកបៀតរឿងអីអ្ហ៎កែពីស្នាស្នងនឹងតែនេះមីកំាត់ថតវាជ្រុកកុំមិនចេះឈឺឆ្អាររឿងយើងវិញយើងមិនចោះចិត្តទេណាមីមីមីញ៉ៃកាត់អីបានជាប់មុខមីកាត់អីឯងរឿងរបស់យើងទៅណាក៏ទៅទៅវិញអេមីជុំទៅពីស្អីឯងធៀបហើយធួនធ្ងោអត់ខ្ញុំជួយបានណាមិនធួនទេណែណប់គ្នាមកសង្ហមអីនៅនឹងអត់ជួយធ្វើការងារផ្ទះយើងឯងណែយើងបោះជូតតែ2នាក់ហត់ហើយណាណែបងម៉េងហើយមិនបងមិនមើលមុខមិនម៉ៃអើមិនកើតអីហេហេក៏កាត់ស្អីគាត់មុខគាត់កាត់អីពេលដើរឲ្យមើលមុខមើលក្រោយផងជីពិសេសគឺមើលមុខឬមួយក៏ផ្នែកពួកនាងទាំងពីរនេះមាននៅខាងក្រោយដែរបាត់មាត់លោកនេះសំដីសម្បើមិនគ្រាន់តែកំហន់បន្តិចទៅតាបើអត់អោនឲ្យបានក៏អត់អោនទៅចាំបាច់និយាយអីច្រើនមិនលោកនេះជាមនុស្សប្រុសត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្រីអណែបើចូលជាមកបែបនេះហើយណាគួរតែចេញឲ្យខ្ញុំផងណាបានអត់សុំទោសជួយមិនបានទេThank you.
Này Liên, đau mình mưa mốc mưa khỏi bọc mình đâu tưởng đâu chứ này. Sầm đây cả con ba mẹ ngay cả ngoài á chắc ra biết sầm đây ở ban xăm rôm không. Khi màu ní cứ mệt mà xông cho ba tê tại khiom dễ sốt sốt mong cho mình càng nghe tới thua tiệt. Cứ khiom dễ toán tranh chạm tích sân bàn ót chăm thay na đời niên đình dây chánh chăm mà chụp khi mà đong tiệt à lấy khi mà bị nhặt tay trong cam mà rôm phong khi mà lia sân này. Thưa ông, chúng kết tha bờ sân ở liên xô già máu, nâng lục bờ thiên máu đáy nữa. Mình đang tham mê rương ấy cả làng tiết đi. Hai Paul, vì trái tại mình, vì mình đã mình hai thao ấy khá mình Paul nộp tê. Ná, hai ái tự đăng thà. Vì khá mình hai Paul ấy, đầy lục bờ thiên ấy, mình bắt đầy cam, con tay chùm bố đầy mình một lúc xây mà nẹ xa át một đo chùm ca nộp tê. Bờ sân chỉ đôi bị ông này giấy, vì mình ấy. Tại khách mà đôi bị ông này giấy. Khi nhóm mà mình chọn ở rương đi cả lăng miền bánh hàm đồng tiết đi. Bà này đôi lực một chân. Mình tăng khôi khát ấy phong. Còn tay mà xin lại nơi đời ca cô ấy nữa. Khi nhóm át nào mặt để khuôn anh. Miền rương ra đôi bị tục gặp bánh chân. Khi nhóm mà chọn ở rương ở đây là đây cả lăng tiết đi. Bà xanh chỉ rương đi cả lăng. Khi nhóm mình đang dậy ấy chân nhóm. Bà này prui có trời. Hai bà mình prui có bị trời mà chẳng đai. Ham khót mình đánh thử bán. Bà bê bị lia bị chè tới mục tờ hai. Cùng kết viết với ai. Chăm đo thay nâng chăm dừng kết. Hai bà ấy mình ca nghe ở bấy thử. Cô thử ta. Nè từ mưu căm mà cò. Nơi khăn mà rung khăn thứ bốn ta. Ba lúc ông mà đó là ở nên chừng lo dương bên hướng phép anh mê được ấy cứ môn này hình tách dương bạn đã cắt một bộ ấy hay nâng để thi tay bộ quát đôi chữ ọt mình dậy ấy phóng bần tay để thi thua một sập bồn hay bộ anh thua đôi chữ chngò hay còn thua một màu ăn tía đâu chắc anh mình chốc sắp sân nữ chứ cô hay bộ anh sẽ đầy áo dương á. Đã chạy đăng hướng qua đó. Chạy đăng khó trời này. Ta mà phơ ca dựt máu nè. Khơi ngọt. Ta tỉ tiết nữa á. Bộ dương á ta chả ca khá nào hay. Ôi chưa sắp ai dễ tiết á. Dương tớ ơi. Thôi dễ cực khó. Mình dễ cực khó. Chờ mơ nè. Thế này khỏi chụp dễ ấy. Mơ đam là ở đó nó. Khoai khúc đau mộng ấy. Nó, vậy đàm toàn phót phóng, mốt có sạc tầm ở đó. Kê mau cả mát ấy, cái mẹ đây bẹ con ấy. Mà chết nhà mình, ngày đi sọc dù bài á. Sọc dù bài. Thế này là cắt xiên đi cái đáy đó lấy. Cái đáy thơm mà đà. Được. Được cái thiên ăn máu rồi. Ồ, thế này đi có ở bàn trên mới thì hay là mình cài đấy. Trong xong chú bạp lục thiên mùi sạp đá từ mưa câu. Họ ở đây tê. Riêng đây mình chăm bách khi mà áo chụp bạc mình lụa bàn. Mình chân nè mình nông khi thưa ca bần to tiếp cho. Chứ mơ, tao quạt đàm ở đó nè. Cái này đừng xua quạt phliêm. Ô lộp, tầm nên đây nè không khó lén cho mình riêng chăm tục đã hay. Mình chân miên bàn bình nất mơ nó xoay xoay đẹp ra ca mình ca đọt.
ចាខ្ញុំពិនិត្យអស់ហើយអញ្ចឹងល្អហើយសូមអ្នកមីងជួយធ្វើការបន្តទៀតចុះចាអរគុណមិនចេះអៀនខ្មាស់គេមកមិនតម្រង់ដើមមកខ្លួនទេតែមាត់នេះចាំនិយាយហីណែបើឯងតាមតួនហើយកុំជន់កែងនេះវិធីឈប់សិនហើយមានការអីទៀតអីហើយក៏ញាប់ក៏ញាប់ម្លេះកុំប្រាប់ថាមិនសុំច្បាប់ទៀតណាព្រោះអាទិត្យក្រោយមានអ្នកសុំច្បាប់ច្រើនចាំខែក្រោយចាំសុំច្បាប់ទៀតឥឡូវនិយាយអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអស់ហើយយើងអាចនិយាយបានខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនមកសុំច្បាប់ទេតែខ្ញុំនិយាយស្រលស្រលមកខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើទៀតអឺគឺខ្ញុំនិយាយអត់តាន់ចាញ់ចាំតិចសិនបានអត់ចាំថ្ងៃណាដែលនាងនិយាយចាញ់ចាំមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំប្រញាប់ទៅចំការមរុំផងខ្ញុំលាសិនណែនេះណែឈប់សិនណែស្អីទៀតអីហើយគឺគ្មានស្អីទេសំដីដូចគ្រាប់ផ្លៅគ្មានខ្លឹមសារគ្មានរសជាតិសោះខ្ញុំគាត់តែនិយាយបណ្ដែតអារម្មណ៍មើលមេឃមើលផ្កាយគាត់តែខ្ញុំនិយាយចឹងខកដែរមែននេះមាត់ស្អុយអ្នកបងគិតយ៉ាងម៉េចពីរឿងកូនចៅនេះអ្នកបងចង់និយាយថារៀបរយកូនចៅឲ្យបានឆាប់ឆាប់មែនចាទុកយូរជួបអូនវាមិនសូវល្អទេសម្រាប់វងតកូលប៉ុន្តែកូនស្ថាននិយាយថាសុំសម្លឹងគ្នាបន្តិចសិនមុននឹងចូលរោងយូរណាស់អ្នកបងយូរណាស់នេះអ្នកបងមកខ្លាចញីគេរិះគន់ទេហ៎អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះជូនពរទៅចាស់ណាឲ្យធ្វើបានមនុស្សដូចជានាងវិល័យមិនចេះត្រអ្នកឯងនោះទេកូននិយាយត្រូវធ្វើមើលដូចខ្លួនឯងអស់ចាកាត់ថ្លៃមិនដល់មើលគេតូចទៀតជាងខ្លួន
ម៉ាក់មិនចូលចិត្តសង្គមគ្រួសារថោកទាបបែបនេះទេកូន